Con cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã bày tỏ chúng con chính bằng tình yêu của Ngài qua con một của Chúa là Chúa Giêsu. Ngài đã xem thường sự sỉ nhục, vui lòng gánh thập tự giá cho chúng con. Chúng con là những người mà Chúa lựa, Chúa chọn giữa thế gian này. Ngài ban mỗi người có một cái ân tứ khác nhau, để rồi ai nấy phụng sự Thiên Chúa, phục vụ anh em mình. Thưa Chúa, chúng con cũng có những cái cảm xúc, có những cái sơ sức trên cuộc đời mình. Con xin Chúa tha thứ cho chúng con. Cha ơi, những ngày như thế này, con thấy rõ ràng là Chúa quá yêu chúng con, Chúa quá nhân từ chúng con, còn sử dụng chúng con trong thời điểm này, còn bảo vệ chúng con trong thời điểm này. Đó không phải ân điển của Ngài sao? Không phải bởi ơn phước, không phải là sự bao phủ của Ngài sao? Bởi cớ đó nợ yêu thương này, cha ơi, một người mắc nợ 10 đồng, một người mắc nợ 1 đồng, nhưng Chúa ơi, chúng con mà nợ 10 đồng, nợ yêu thương của Ngài, thì chúng con trả trả đến chừng nào mà chúng con gặp Chúa. Xin dòng huyết của Chúa bao phủ chúng con, sức dầu ban ơn cho các đầy tớ của Ngài bước ra phụng sự Thiên Chúa. Cha ơi, có những người, Chúa ơi, cũng đi ra rồi cũng bệnh hoạn, cũng dính cái COVID này. Con thấy Chúa có làm ơn, Ngài chữa lành, Ngài dùng những điều trong hoạn nạn này để bày tỏ danh Ngài qua các tớ tới Chúa đã làm chứng. Mà chúng con cũng thấy Ngài có làm ơn cho chúng con về ân tứ ban phát bánh này. Chúa ơi, qua cái sự làm lành này, có nhiều người hỏi con, có nhiều người hỏi anh em con, người này là ai? Chúa ơi, chúng nói tôi không là ai hết, nhưng mà có một người chỉ con, đó là Chúa Giêsu chỉ con làm điều này. Con là con cái của Ngài thì con phải noi theo dấu chân Ngài. Lạy Chúa, cầu nguyện Thánh Linh Chúa, Ngài luôn nhắc nhở, luôn dạy dỗ chúng con có một tấm lòng ngay thẳng, có một sự chân thật không giả dối, không làm chứng dối, và làm vì yêu Chúa, không vì háo danh ham lợi, không vì ai biết chúng con, mà qua đời sống của chúng con người ta biết Chúa Giêsu là ai. Lạy Chúa, xin cho con noi theo dấu chân Ngài cho đến cuối cuộc đời của chúng con. Xin Ngài sức dầu ban ơn cho chúng con. Chúa ơi, dù chúng con nói một người về cho Chúa, đó là giảng tin lành. Chúa ơi, không phải phải ngồi trên cái bậc cao hay là một cái nơi hội trường nào đó, nhưng mà chúng con làm chứng một người thôi, Chúa ơi, là chúng con đã giảng tin lành cho họ tin, họ trở lại với Chúa. Cho con những ân tứ mà ban đầu Ngài đã lựa chọn như anh em chúng con, để rồi góp phần vào công việc của nhà Chúa trong thời cứu rốt này. Quyền Chúa đồng hành với chúng con, Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con ngày hôm nay trọn vẹn trong ơn phước của Chúa, để rồi chúng con là người được ơn để ban phước cho những người lân cận chúng con. Buổi sáng hôm nay con cũng có đến nơi cách ly tại giao thông vận tải này, có 4 cháu gái đang ở trong phòng này, đang khó khăn cái gì, đang thiếu thốn cái gì, mà đặc biệt Chúa ơi, bánh sẽ hết, tất cả thức ăn rồi sẽ qua. Con muốn bánh hàng sống của Ngài, con muốn lời của Ngài đến để rồi Ngài cứu 4 chị em này. Chúa ơi, họ mấy ngày nay họ điện thoại, họ nói với chúng con, họ khó khăn cái này cái kia, nhưng mà con nói rằng Chúa ơi, con nguyện sẽ đem lời của Chúa để khích lệ anh chị em con. Lời của Chúa sẽ cứu anh chị em chúng con trở lại lẽ đạo của Ngài. Nguyện tin lành cứu chuộc của Chúa được giáng tại nơi đây. Xin Chúa chúc phước cho đội thiện nguyện, chúc phước cho những người đang làm công tác này được đầy ơn ân tứ của Chúa, làm vì mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời đặt để trên chúng con để chúng con làm. Con cảm ơn Chúa, con dâng đời sống con dâng anh em chúng con, hội thánh Chúa, con dâng hội đồng cầu nguyện trong tay Chúa. Chúng con thành kính biết ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah.